Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin thời sự vào buổi tối thì vẫn nhắc lại quý vị cuốn phim Cạn Dầu đã có mặt ở trên Phượng Mai Official. Và trong đó thì bắt đầu từ tuần này chúng tôi sẽ có những anh chị em nghệ sĩ từng đóng trong cuốn phim sẽ nói về cuốn phim cũng như những quá trình quay cuốn phim. Trong đó thì có cái clip của chị Trang Thanh Lan là clip đầu tiên nói về cái cuốn phim Cạn Dầu sau khi chị đóng cũng như ở trên đây. Thì chúng tôi đã có cuốn phim Cạn Dầu ở đây. Quý vị nào chưa xem hoặc muốn xem lại có thể qua bên Phượng Mai Official xem. Bởi vì bên đó là nghệ thuật và giải trí. Còn cái channel của Phong thông thường là đi về tin tức thời sự nhiều hơn Quý vị qua đó thì sẽ khích lệ rất nhiều Tinh thần cho anh chị em nghệ sĩ Bởi vì họ cần sự khích lệ của quý vị Cái lượng view của quý vị xem Sẽ khích lệ tinh thần cho họ Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Mong mọi người ủng hộ cho các anh chị em nghệ sĩ Có thêm những cái tác phẩm, những cái sản phẩm mới Để mà phục vụ Và cống hiến cho quý vị Cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức thời sự mỗi một ngày của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Ông Joe Biden tuyên bố rằng mối quan hệ của Anh và của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh mặc dù đã có một số những uh, trục trặc và trao đảo trong nền chính trị của Anh khi mà ông Boris Johnson từ chức. Ông Tổng thống Joe Biden và ông Boris Johnson vẫn chưa bao giờ mô tả là họ có một cái uh, chung bước về chính trị và uh, vị Thủ tướng của Anh quốc luôn... Uh, đã có những cái quyết định để xem là cứng rắn với vấn đề của nga và brexit đã chính thức rời khỏi cái chính trường vào ngày thứ năm sau khi tuyên bố từ chức và phía của tòa bạch ốc đã lên tiếng và nói rằng họ vẫn hy vọng đảng bảo thủ sẽ kiếm ra một người kế nhiệm và tiếp tục làm việc và hợp tác với hoa kỳ đặc biệt là trong cái vấn đề của brexit tức là cái vấn đề mà anh rời khỏi liên hiệp bảo châu cũng như là các cái chiến lược khác của hoa kỳ trên toàn cầu trong một cái bản statement được đưa ra trong đó tuy không nói tới ông Johnson 58 tuổi, tuy nhiên Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông vẫn tiếp tục có những cái hợp tác gần gũi với Anh và các đồng minh khác để ưu tiên cho cái uh, cuộc chiến tại Âu Châu. Ông Biden năm nay 79 tuổi đoan chắc rằng vẫn có những cái mối quan hệ đặc biệt giữa người dân của Hoa Kỳ và người dân Anh và mối quan hệ này vẫn tiếp tục được xem là chặt chẽ và chưa bao giờ bị suy giảm những gì đang xảy ra tại đây và sự từ chức của ông johnson à, có thể là một trong những cái à, à, tốt và nó cũng không gây tổn thương gì cho mối quan hệ giữa Anh và Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Charles Kocher, được xem là người đã từng phục vụ dưới cái chính quyền của Obama trước đây và là cố vấn của Obama đặt cách về Âu Châu tại tòa bạch Ốc. Và trong đó thì cuộc từ chức của ông Johnson đã gây ra một chấn động chính trị trên toàn thế giới và ông Jordan cho rằng là vụ từ chức này không có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Anh và Hoa Kỳ. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay chuyến đi của ông Biden tới khu vực trung đông là để quảng bá xây dựng cái mối quan hệ an ninh của các quốc gia ả rập và do thái bản tin từ washington cho biết là một và phối hợp và được xem là chưa từng có giữa do thái và các lực lượng quốc gia quân sự của ả rập ở tại khu vực Trung Đông trong lúc mà ông Joe Biden sẽ có cái chuyến đầu tiên tới Trung Đông trong vai trò tổng thống và gia tăng cái sự tranh cãi về việc Hoa Kỳ hậu thuẫn cho một sáng kiến giữa các cựu thù à, có thể phối hợp lại với nhau để mà đối phó với tình trạng ngày một đe dọa của Iran tại khu vực Cả do Thái và các quốc gia Ả Rập đã có những cái mối quan hệ à, mà ít nhất là từ năm 2020 qua cái Abraham Accords được là à, trung gian của cựu tổng thống Trump trước đây và sự bình thường hóa quan hệ của Do Thái và bốn quốc gia trong liên đoàn Ả Rập. Và nay thì Ngũ Giác Đại đang hy vọng rằng là hoa cái việc mà là phối hợp giữa Do Thái, Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ và Âu Châu tại Trung Đông được gọi là Sencom vào năm ngoái có thể giúp cải thiện thêm các mối quan hệ và giúp cho các quốc gia Ả Rập lại tiếp tục phối hợp thêm với Do Thái. Mặc dù rằng là đôi bên đã có những cái cuộc gia tăng về an ninh và giữa lúc mà ông Joe sẽ bay tới Do Thái và Saudi Arabia vào tuần tới, cô phát ngôn viên của Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia John Kirby đã đưa ra ngày thứ Năm. Và năm nay, chuyến đi này nhằm mục đích là sẽ nối kết tất cả các mối quan hệ và hy vọng sẽ bình thường hóa thêm các mối quan hệ giữa các quốc gia Ả Rập và Do Thái để tạo thành một cái thế liên minh nhằm đối phó với sự đe dọa ngày càng tăng của Iran một văn phòng của Do Thái cho biết rằng là họ đã có một cái văn phòng của họ nằm trong đệ ngũ hạm đội ở tại Bahrain, quốc gia ở vùng Vịnh, đã thừa nhận Do Thái từ năm, một từ năm 2020. Và quốc gia vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như giới quốc phòng của Do Thái đã gia tăng các cái sự hợp tác trong khu vực bảo đảm an ninh và hỗ trợ về tin tức tình báo nhằm ngăn chặn các cái chủ nghĩa cực đoan. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của ông Jordan tới Trung Đông nhằm có thể đã liên kết một cái mạng lưới ở tại đây để đối phó với tình trạng đe dọa của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, một nhà khoa học gia của Ba Lan đã bị bắt giữ tại Iran theo tường trình của ở khu vực này tin từ vương quốc ả rập thống nhất cho biết một công dân của ba lan đang bị bắt giữ tại tehran và chính quyền của ba lan đã lên tiếng xác nhận vào ngày thứ năm và xác nhận rằng việc bắt giữ này sau khi mà lực lượng cách mạng hồi giáo của Iran cáo buộc một số nhà người Âu châu đã làm gián điệp cho cái vấn đề quân sự giữa lúc mà đang có căng thẳng giữa phía Tehran và khối Tây phương. Bộ ngoại giao của Ba Lan cho biết là Tehran đã bắt giữ một nhà khoa học cao cấp từ tháng 9 năm ngoái và cho biết rằng chính quyền này đã cố gắng tìm cách cung cấp cái sự hỗ trợ về lãnh sự à, cho những người bị bắt và trong đó thì chính quyền của Iran vẫn tiếp tục chưa đưa ra lời trả lời. Phía Iran trong ngày thứ tư đã đưa tên của nhà khoa học gia này bị bắt nhằm nằm trong cái nhóm ngoại giao mà ngoại quốc mà họ cáo buộc là đã có hành động làm gián điệp trên lãnh thổ của Iran với uh, truyền thông của Iran cho biết người bị bắt giữ có tên là Masih, uh, Masih uh, Wojak, được xem là một nhà khoa học gia tại viện nghiên cứu của trường đại học Nicholas Copernicus uh, University ở tại Turun, ở Ba Lan và lực lượng cách mạng hồi giáo Iran đồng thời cáo buộc những người bị bắt giữ đã làm việc với lại và uh, uh, một người phó đại sứ của Anh là Gilles Weicker Và trong cái hoạt động gián điệp và nói rằng Những người này đang làm việc dưới cái văn phòng ngoại giao của Anh Phía đại sứ của Anh ở Iran là Simon Sircliffe Đã bác bỏ tất cả những cái lời báo cáo của phía Iran Và nói rằng họ đang tìm hiểu xem việc bắt giữ các người ngoại quốc này như thế nào Thời gian gần đây Iran đã bắt rất nhiều những người ngoại quốc đang làm việc hoặc là đảng viếng thăm Iran và cáo buộc những người này là những người làm gián điệp cho các cái cơ quan tình báo của nước ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là thống đốc Greg Abbott chi thêm 30 triệu Mỹ Kim để gia tăng cái khả năng an ninh tại biên giới. Bản tin mới nhất cho biết là thống đốc tiểu bang Texas là ông Craig Abbott đã loan báo ngày thứ tư là cái cơ quan đặc trách về an ninh công cộng sẽ chi thêm 30 triệu Mỹ Kim cho vấn đề an ninh biên giới theo tường trình một thông cáo báo chí đưa ra từ văn phòng của ông. Ngân quỹ này sẽ trực tiếp đưa tới một cái chiến dịch mà của ông Abbott đã lập ra gọi là Operation Long Star tức là một cái chiến dịch của tiểu bang ngôi sao đơn độc. Trong đó thì đã được phát động từ hồi tháng 9 năm 2021 Chương trình này đã cung cấp ngân quỹ cho các thành phố của Texas tìm cách chống lại các cái tình trạng hoạt động tội ác liên quan tới vấn đề mà băng ngang qua biên giới. Và bắt đầu là 100 triệu Mỹ Kim được cung cấp và trước cho các chính quyền địa phương. Sau đó là 58 triệu Mỹ Kim đã sẵn sàng để phân phối và 42 triệu Mỹ Kim vẫn chưa sử dụng tới, theo tường trình của báo chí tại Texas cho biết. Và theo tường trình của văn phòng thống đốc thì 14 triệu Mỹ Kim nằm trong số 30 triệu Mỹ Kim sẽ được à, à, cung cấp cho cái à, vấn đề của các cái quận nằm ở dọc theo biên giới bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 9 và 16 triệu còn lại sẽ cung cấp cho những cái quận hạt nào mà bắt đầu từ tuần tới. Giữa lúc mà chính quyền Joe Biden bỏ rơi cái cộng đồng biên giới thì tiểu bang Texas vẫn ủng hộ cho họ và giúp đỡ họ giải quyết cái thảm kịch mà chính quyền Joe Biden đã bỏ rơi hoàn toàn ở biên giới. Ông Abbott đã viết trong một bản statement khi mà đưa ra cái à, quyết định này và cái Operation Long Star sẽ cung cấp ngân quỹ cho à, các cái sứ mạng của chúng tôi để giữ gìn cho người Texas được an toàn và ủng hộ cho các cộng đồng địa phương và tôi hy vọng rằng các... À, Chính quyền ở địa phương sẽ xin những cái ngân quỹ này để làm việc chung nhằm đối phó với những di dân bất hợp pháp và nạn buôn người, buôn lậu vũ khí và kể cả những cái chất cấm từ Mexico vào trong Texas. Đây được xem là một trong những quyết định mạnh mẽ của ông Craig Abbott nhằm đối phó với cơn khủng hoảng đang xảy ra tại biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Sở thuế IRS đã được các cái tổ chức yêu cầu là điều tra về hồ sơ thuế của hai nhân vật Comey và Maccabi. Sở thuế của Hoa Kỳ IRS đã được yêu cầu bởi một tổ chức uh, giám sát trong đó điều tra về quyết định là sẽ tìm cách uh, kiểm tra hồ sơ thuế của hai viên chức của cơ quan FBI là những người chịu trách nhiệm trong việc uh, chấp mũ chính quyền tổng uh, cái uh, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump trước đây. Đã, đã có liên hệ tới cái cuộc à, gọi là xen vào cuộc bầu cử từ nga hai người này là James Connie và Andrew McCabe. Sở thuế đã được yêu cầu là <laughs> sẽ gửi một à, thanh sát viên của bộ tài Chánh để mà điều tra về tất cả các cái hồ sơ thuế này.ít nhất một phát ngôn viên của à, sở thuế đã trả lời báo chí trong một cái email và người đứng đầu sở thuế đã đạt được cái yêu cầu này và đã chuyển cái yêu cầu này cho phía Bộ Tài Chánh. Và trong đó thì người đứng đầu của cái quỹ ban đặc trách về sở thuế là Jack Redding đã lên, đã lên tiếng như trên. Và người này là người đã từng được bổ nhiệm dưới thời của cựu Tổng thống Trump và Tổng thanh tra của... À, Bộ Tài Chánh à, vốn được thành lập từ năm 1998 là một cơ quan độc lập để mà có thể giám sát cái sở thuế và các hoạt động của sở thuế. Sau khi mà có những cái uh, vụ cáo buộc từ các nhân viên của sở thuế, nay thì uh, ông Kony đã có cái hồ sơ thuế từ năm 2017 và trong đó đã có những cái uh, tiền được xem là chưa được minh bạch và trong khi đó thì ông MKB hồ sơ thuế năm 2019 của ông ta cũng đã có để đã được chọn ra một cách ngẫu nhiên để mà có thể audit tức là điều tra và trong đó cả hai nhân vật này đều được Obama bổ nhiệm và đã từng trở thành những kẻ mà rượt đuổi và tìm cách điều tra cựu tổng thống Trump trong cái vấn đề mà chiến dịch tranh cử của ông năm 2016 và năm 2017 thì à Cựu tổng thống Trump đã yêu cầu là phải có một ông này là phải rời khỏi cái cơ quan FBI ngay lập tức và không có liên hệ về gì tới FBI và sau đó thì ông này đã vi phạm đã được phát hiện là vi phạm các chính sách của FBI khi cung cấp một bản ghi nhớ cho một người bạn của ông ta và người bạn này đã chia sẻ cái bản ghi nhớ đó cho các thông tin viên trong đó là giữ những cái bản copy về cái bản memo bản ghi nhớ của ông ta ở trong nhà của ông ta trong lúc sau khi mà ông ta đã bị đuổi việc đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất nhắm vào những nhân vật vốn đã từng chụp mũ cho cựu Tổng thống Trump vào năm 2016. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, số lượng cử tri đổi qua đảng Cộng Hòa đã là một lời cảnh cáo lớn đối với đảng Dân Chủ. Việc mà thay đổi chính trị của các cử tri tại Hoa Kỳ đang là một thách thức của đảng Dân Chủ. Và trong đó, thì trong một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, trên 31 tiểu bang, gần như là 2/3 khối cử tri đã đổi đảng và ghi danh từ Đảng dân chủ qua Đảng Cộng hòa và số lượng à, những người ghi danh Đảng Cộng Hòa càng lúc càng đông hơn trong một bản dữ liệu phân tích mà hãng thông tấn AP đã nhìn thấy. Trong đó, Đảng dân chủ gần như là đã mất rất nhiều lá phiếu kể từ khi ông Joe Biden thay thế vị trí của cựu tổng thống Donald Trump. Hiện nay thì à, hầu hết các khu vực ngoại ô trước đây vốn là cái nguồn phiếu giúp Do Đảng dân chủ thắng cử thì nay tất cả những người ở vùng ngoại ô các đô thị lớn đều quay sang bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa và các cái quận hạt xung quanh những cái đô thị lớn à, và trong đó bao gồm luôn cả Harrisburg của Pennsylvania, Raleigh của North Carolina và Des của Iowa. Bên cạnh đó thì một số những cái uh, tiểu bang được xem là có cái khuynh hướng uh, là blue tức là màu xanh, à, nhiều cử tri đã quay sang bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa bản uh, uh, dữ liệu mà hãng thông tấn AP nhìn thấy được có tới 31 tiểu bang là các cử tri đã ghi danh đảng uh, chính trị của họ và trong đó gần như là có 680.000 cử tri đã thay đổi cái đảng của họ và theo tường trình của dữ liệu này cho thấy và trong đó hầu hết đều được chuyển từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa Tuy nhiên trong năm ngoái có tới 430.000 cử tri đã đổi qua đảng Cộng Hòa so với bây giờ là khoảng có 240.000 cử tri đổi ngược thành đảng Dân Chủ và trong 12 tiểu bang bao gồm luôn những tiểu bang được xem là có những cái bãi chiến trường về tranh cử của Texas, Ohio và Virginia thì có thể số lượng người ghi danh đảng cộng hòa vẫn đông đảo hơn là đổi qua đảng cộng hòa đông đảo hơn là những người đổi từ cộng hòa qua dân chủ hầu hết các cái người di dân trước đây họ bỏ phiếu cho đảng dân chủ thì bây giờ họ lại ghi danh cho đảng cộng hòa và điều này cho thấy là đảng dân chủ đang nhận thấy một cái dấu hiệu thay đổi hiện trạng của họ khá nhiều vào cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trang True Social Media của cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ một bản báo cáo cho rằng tên của Tổng thống Trump đã bị đưa ra khỏi hội đồng quản trị. Trang uh, Trump Media và Technology Group, tức là cái uh, công ty đứng phía sau của cái trang mạng xã hội True Social Media đã bác bỏ một bản báo cáo của một tờ báo tại Florida, trong đó cho rằng cựu Tổng thống Trump đã bị xóa khỏi vai trò nằm trong hội đồng quản trị của uh, công ty này và gọi đây là tình trạng fake news, tức là tin giả. Tất cả những cái bản tin đã được đăng ra thì hoàn toàn là những tin không đúng sự thật. Donald Trump vẫn còn nằm ở trong cái hội đồng quản trị và vẫn là người điều hành trong hội đồng quản trị của Trump Media và Technology à, và các bản báo cáo này nói rằng Trump cái cái cái, cái, cái chức vụ chủ tịch của ông. Tuy nhiên à, họ đã sai lầm và họ đã đưa ra tin giả. Ông vẫn là người lãnh đạo của cái uh, Trump uh, show Media và Technology. À, đây được xem là một trong những cái uh, tin mới nhất và cho thấy rằng là công ty của tổng thống Trump vẫn tiếp tục trở thành một cái tâm điểm mà các cái à, các cái tờ báo vẫn chăm chăm chích và tìm cách đưa những cái tin giả để gây nhiễu thông tin. Tuy nhiên, những tờ báo này vẫn không bị xem là tung tin giả, đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, cựu tổng thống Trump. Trong khi đó, một bản báo cáo mới nhất Tòa Bạch Ốc của Joe Biden đã mất khoảng 80 nhân viên trong năm đầu tiên ông Joe Biden trở làm Tổng thống. Tòa Bạch Ốc trong năm nay đã mất khoảng 80 nhân viên, những người đã làm việc dưới thời của ông Joe Biden trong cái năm đầu tiên và con số này được xem là con số khá lớn so với người tiền nhiệm của ông ta. Trong bản báo cáo công bố của Tòa Bạch Ốc vào tháng này, trông thấy là có tới... 474 người đang làm việc cho cái văn phòng của tổng thống và có 16 người không nhận lương và tổng số người đã làm việc từ năm 2021 là 560 người với 41 người là không có được trả lương và tòa bạch ốc đã cho biết là có 485 nhân viên trong lúc mà ông Obama còn ở trong nhiệm kỳ và trong đó giảm xuống 466 trong năm 2010 và theo tường trình của tờ Washington Examiner cựu tổng thống Trump có khoảng 377 người làm việc khi ông bước vào văn phòng và khi mà ông và 372 người năm 2018. Trong khi đó thì các viên chức của tòa bạch ốc nói với giới truyền thông là việc mà thay đổi này là hai năm đầu của Obama vẫn có cái sự thay đổi và nói rằng 498 nhân viên này đã được đưa vào tòa bạch ốc năm 2021 và trong đó đã được tạm thời thuê mướn 146 người đã bỏ đi và trong đó là kiếm khoảng 29%, 127 của 455 nhân viên tòa Bạch Ốc đã làm việc dưới thời của Joe của Obama năm 2009 đã rời khỏi cái nhiệm vụ của họ năm 2010 và gia tăng cái mức mà bỏ văn phòng lên tới 28%. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất cho thấy 80 nhân viên đã rời bỏ cái văn phòng của ông Joe Biden sau khi mà ông ta đã nhận nhiệm vụ 1 năm và bổ nhiệm những người này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các nhóm tranh đấu cho quyền lợi đã để một lá đơn đầu tiên nhắm vào những bệnh viện nào mà bác bỏ việc mà à, gọi là thay à, bộ phận trong người cho các bệnh nhân nếu như các bệnh nhân không chích chủng ngừa một nhóm hoạt động về pháp lý đã chính thức để đơn kiện và nói rằng họ đại diện cho hàng chục đơn kiện ở hoa kỳ nhắm vào các trung tâm y tế và các bệnh viện những nơi mà đã từ chối gọi là thay đổi nội tạng cho bệnh nhân bởi vì bệnh nhân không chịu chích chủng ngừa đây là một trong những cái đơn kiện đầu tiên đã được nộp ở tại trường cái uh, gọi là University of Michigan Transplant Center tức là trung tâm thay đổi nội tạng của trường đại học University ở tại Michigan uh, và bên đó thì uh, cái uh, tổ chức có tên gọi là Pacific Justice Institute gọi tắt là PJI cáo buộc bệnh viện này đã thực hiện một cách uh, bất hợp pháp và vi hiến trong các cái chính sách khi mà yêu cầu các cái uh, À, nhân viên y tế của họ là chống lại những bệnh nhân nào mà không chịu chích chủng ngừa. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên của PGI nhắm vào các cái trung tâm y tế và các bệnh viện thời gian trước đây đã từ chối không có thực hiện các cuộc giải phẫu chuyển nội tạng và đổi nội tạng cho bệnh nhân vì lý do bệnh nhân không chịu chích chủng ngừa trong cái việc đối phó với đại dịch. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên và có thể sẽ trở thành một cái cuộc đại chiến về pháp lý trong thời gian sắp tới sau khi mà các bệnh viện đã phải đối diện với những cái quy tắc trước đây của họ cho là thích hợp trong thời gian chống đại dịch và giờ đây đã gây thiệt hại và thậm chí gây tử vong cho nhiều bệnh nhân và điều này đã dẫn sẽ dẫn tới một cuộc đại chiến về pháp lý của giới y tế và kể cả những bệnh nhân đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cái dự luật về cạnh tranh với Trung Quốc sẽ tiếp tục thất bại nếu như đảng dân chủ vẫn tiếp tục tìm cách nhồi nhét cái à, dự tính là Bill back better vào trong cái dự luật này đó là lời khẳng định của ông à, Mitch McConnell chủ tịch khối thiểu số tại thượng viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, chủ tịch khối thiểu số tại thượng viện trong ngày 7 tây lên tiếng và khẳng định rằng Đảng Cộng hòa sẽ ngăn chặn việc thông qua cái dự luật à, gia tăng cái sức cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc nếu như phía đảng dân chủ không hủy bỏ những nỗ lực để tìm cách nhét vào trong đó cái à, chương trình gọi là BBB, một cái ngân sách về à, chi phí xã hội gọi tắt à, mà được gọi ta gọi chính thức là Build Back Better trong tháng 12 năm 2001 thì thượng nghị sĩ Joe Manchin đã giết chết cái dự luật này là 1.750 tỷ Mỹ kim và nói rằng ông không để cho việc bỏ phiếu này diễn ra sau khi có lo ngại về tình trạng lạm phát và kể từ đó đảng dân chủ đã tìm cách phân cái dự luật này và nhét qua những dự luật khác ở trong tất cả những cái dự luật đệ trình lên sàn thượng viện và nỗ lực này trong thời gian gần đây bao gồm luôn cả ông Chuck Schumer chủ tịch khối đa số đang tìm cách để mà nhét những cái ngân sách này vào những cái dự luật nhỏ hơn để dễ dàng thông qua, đặc biệt là để đối phó với tình trạng phản đối của ông machine và cái dự luật này trên nguyên tắc nó chi ra khoảng 500 tỷ mỹ kim cho chương trình gọi là khí hậu toàn cầu và trong đó sẽ và thúc đẩy cái chương trình Obamacare cũng như là trong cái chương trình đó là sẽ có rất nhiều những cái lật đổ cái chính sách gọi là giảm thuế của cựu tổng thống Trump năm 2017 nghìn và để thông qua những dự luật này thì để được sự ủng hộ của đảng cộng hòa đảng dân chủ cần phải có việc gọi là à, thực hiện cái tiến trình này dưới cái quy tắc là filibuster và giờ đây thì ông Mitch McConnell lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ không để cho cái dự luật cạnh tranh với trung quốc được thông qua nếu đảng dân chủ không rút ra những cái chương trình về xã hội của họ được nhét vào trong cái, những cái dự luật đệ trình trên thượng viện đây là cái chiêu mới của đảng dân chủ thay vì đưa ra một cái phát một cái dự luật để được thông qua họ biết không làm được bây giờ họ đem cái phát dự luật này sẽ nhỏ ra và phân phối nó qua những cái luật đã được đệ trình lên thượng viện để có thể thực hiện cái dự tính của họ và ông miss mcconnell đã vạch trần trận này và chặn đứng và nói rằng sẽ không đưa qua à, thông qua cái dự luật gọi là à, à, cạnh tranh với trung quốc và ông ta nói rằng không ngại đảng dân chủ à, gọi là chấp mũ cho đảng cộng hòa là à, chống lại cái dự luật à, gọi là tấn công vào Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, giới tình báo của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các tiểu bang và các lãnh đạo địa phương phải cẩn thận các hoạt động gây ảnh hưởng từ Trung Quốc. Văn phòng của à, cái cơ quan giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã đưa ra một tập tài liệu vào ngày 6 tây tháng 7, trong đó cảnh cáo lãnh đạo các tiểu bang và các chính quyền địa phương, các lãnh đạo thương mại cần phải uh, cẩn thận trước tình trạng mà thao túng gây ảnh hưởng uh, được thực hiện bởi đảng cộng sản trung quốc trong nhiều tập niên qua thì uh các cái lực lượng của Trung Quốc đã tìm cách móc nối quan hệ với các chính quyền địa phương và các lãnh đạo thương mại ở các tiểu bang và chính quyền địa phương để tìm cách thao túng và tìm cách gây ảnh hưởng tới à, Hoa Kỳ đó là tập tài liệu tiết đã tiết lộ tuy nhiên căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã gia tăng và các chính và cái chính quyền của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đã gia tăng việc mà à, thúc đẩy các mối quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ dưới ảnh hưởng của những tổ chức nằm tại hoa kỳ tập tài liệu này nói rằng sự đe dọa tới nền an ninh của hoa kỳ sẽ không diễn ra từ trung quốc một cách tổng quát và trong đó nói rằng là đến từ những người trung quốc sinh sống tại hoa kỳ tuy nhiên từ ở đảng cộng sản trung quốc thì gần như họ đã chỉ đạo trực tiếp những thành phần này là gây ảnh hưởng lên các chính sách ở các chính quyền địa phương và các chính quyền ở các tiểu bang họ biết rằng không có thể gọi là gây ảnh hưởng được chính quyền liên bang giữa lúc có sự đối đầu gây gắt giữa washington và của bắc kinh do đó bây giờ họ tìm cách đi mềm hơn tức là giả hạ thấp xuống và tìm cách thao túng các tiểu bang lẫn các chính quyền địa phương để sử dụng các chính quyền này gây áp lực ngược lại với chính quyền của liên bang. Đây là lời cảnh báo mới nhất của văn phòng giám đốc của viện tình báo quốc gia đã đưa ra và trong đó kêu gọi các chính quyền địa phương, các chính quyền tiểu bang và các chủ nhân các cái lãnh đạo các cái thương mại ở các tiểu bang là phải cẩn thận trước cái trò gây ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã truy tố một viên chức của chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã giúp cho Bắc Kinh tìm cách sách nhiễu các người bất đồng chứng kiến gốc Hoa ở tại Hoa Kỳ. Một ít nhất là đã có một số nhân viên làm việc trong chính quyền liên bang và tiểu bang đã chính thức bị truy tố à, vi phạm vào đạo luật an ninh quốc gia khi mà họ sử dụng vị trí của họ ở trong cái guồng máy của chính quyền liên bang và tiểu bang để gây sách nhiễu cho những người bất đồng chính kiến gốc Hoa đang sinh sống tại Hoa Kỳ và làm việc dưới sự điều khiển của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết là một đại bồi thẩm đoàn đã được đưa ra vào ngày thứ tư, trong đó cáo buộc ít nhất hai người đàn ông đã chuyển thông tin về các nhà bất đồng chính kiến của người Hoa và đã vốn nằm ở trong cái dữ liệu được bảo mật bởi Hoa Kỳ cho phía của nhà nước cộng sản Trung Quốc để họ bị sách nhiễu và hai người này có tên là Crack Miller à, có 15 năm làm việc trong cái cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ và Derek Tyler là một cái à, viên chức về hưu của Cục An ninh nội địa Hoa Kỳ. Cả hai bị cáo buộc đã khai man với nhân viên của FBI về việc mà họ đã can dự vào cái trò lừa gạt và tìm cách gọi là cản trở tư pháp. Và bây giờ họ bị cáo buộc là đã phá hủy các bằng chứng. Nếu bị kết tội thì hai người này sẽ nhận từ 20 cho tới 25 năm tù. À, những người này đã tìm cách lấy những thông tin từ Cục An ninh Nội địa về các nhân vật bất đồng chính kiến người Hoa sinh sống tại Hoa Kỳ chuyển thông tin đó cho các cái viên chức mật vụ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và những viên chức mật vụ này bắt đầu sử dụng những tay sai của họ tại Hoa Kỳ sách nhiễu, đe dọa tới gia đình và người những bản thân của những nhà bất đồng chính kiến. Đây được xem là một trong những cái vụ án xử đầu tiên nhắm vào một số những nhân viên của Hoa Kỳ làm việc cho chính quyền của liên bang và tiểu bang. Nhưng lại cấu kết và bán thông tin hoặc là chia sẻ những thông tin của những nhà bất đồng chính kiến này cho cơ quan mật vụ của Trung Quốc mở ra chiến dịch sách nhiễu, đe dọa và có những cái hành động được xem là gây hại tới những nhà bất đồng chính kiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay thì nghị viện của Âu Châu đã lên án việc Cộng sản Trung Quốc bắt giữ Đức Hồng Y Joseph Zen và bốn người hoạt động dân chủ tại Hồng Kông. Bản tin mới nhất cho biết là Nghị viện Âu Châu đã thông qua một cái nghị quyết là không có biện pháp chế tài vào ngày thứ năm lên án việc bắt giữ Đức Hồng Y Joseph Zenzakium, cùng với lại bốn nhà hoạt động à, trong cái à, à, chương trình gọi là 612 hỗ trợ nhân đạo tại Hồng Kông một cái ngân quỹ dành nhờ, hỗ trợ cho người Hồng Kông và nói rằng đây là một cuộc tấn công vào nền à, cái nền tự do được bảo đảm tại cái à, ở Hồng Kông bởi cái Basic Law tức là bản hiến pháp nhờ, mini của Hồng Kông bao gồm luôn quyền tự do về tôn giáo việc mà cái ngân quỹ này vốn đã được thành lập từ năm 2019 để cung cấp tài chánh pháp lý cho những người đã ủng hộ cho phong trào dân chủ bị bắt giữ và bây giờ thì Bắc Kinh đã thông qua đạo luật an ninh quốc gia bắt đầu có chiến dịch dập tắt cái quỹ này và người điều hành quỹ này à, gồm có bốn nhà dân chủ của Hồng Kông cùng với lại Đức Hồng Yzen và cả năm người đã bị bắt giữ dưới đạo luật an ninh quốc gia phía của Liên Hiệp Âu Châu và Nghị viện Âu Châu đã lên án việc này và họ đưa ra một cái nghị quyết được xem là nên Biden, tức là không có biện pháp chế tài, chỉ là lên án bằng cái miệng đối với việc mà Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ Đức Hồng Y. Vì là Đức Hồng Y này đã trên 90 tuổi và cùng với lại bốn nhà hoạt động dân chủ của Hồng Kông. Trong đó bao gồm luôn cả nữ ca sĩ nổi tiếng Dennis Ho hay còn gọi là Hà Vận Nhi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới hồng kông ngày hôm nay một viên chức ngoại giao của hoa kỳ lên tiếng cảnh cáo những công ty hoa kỳ làm ăn tại hồng kông có thể sẽ đối diện tình trạng bị đối xử không khác gì ở trung hoa lục địa một viên chức của tòa tổng lãnh sự quán của hoa kỳ tại hồng kông đã lên tiếng cảnh cáo các giới thương mại của hoa kỳ là họ sẽ đối diện cái tình tiềm năng nguy hiểm không khác gì ở trung hoa lục địa nếu họ vẫn tiếp tục duy trì mối làm ăn của họ tại hồng kông Giới chức ngoại giao của Washington ở tại thành phố này là Hanscom Smith nói rằng Hồng Kông đã mất đi cái tính chất là trung tâm tài chính của thế giới. Trong thời gian gần đây, ông đã lên tiếng và nói về cái kỷ niệm 25 năm mảnh đất này trao trả về cho Trung Quốc. Trong 25 năm và mới có phân nửa đoạn đường thì phía Bắc Kinh đã gần như đã hủy bỏ cái lời cam kết quyền tự trị của Hồng Kông và họ đã thay đổi luật lệ về thương mại, về cái nền pháp trị của Hồng Kông. Và điều này có nghĩa là những người làm ăn ở tại Hồng Kông họ sẽ đối diện với tiềm năng nguy hiểm giống như họ làm ăn tại Trung Hoa lục địa. Đạo luật an ninh quốc gia sẽ là một cái nhát kiếm và một cái lưỡi đao để nhắm vào tất cả và răng đe đối với những ai làm ăn tại Hồng Kông mà có ý tưởng khác với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Smith đã đưa ra sau khi mà ông đánh giá về 25 năm Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc. Và đây được xem là lời cảnh cáo khá mạnh mẽ của nhà ngoại giao Hoa Kỳ nằm trong tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Hồng Kông. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng lúc 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Mong quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.